Lễ hội khinh khí cầu nét đẹp cố đô, ngắm nhìn thành phố từ trên không sẽ diễn ra từ nay cho đến 20 tháng 4 là một trong những hoạt động thu hút du khách đến Huế. Có hơn 10 khinh khí cầu sẽ trình diễn, phục vụ du khách xuyên suốt. Các chuyến bay khinh khí cầu tự do, ngắm bình minh thành phố diễn ra từ lúc 6 giờ. Mỗi chuyến chở từ 2 đến 3 hành khách trong 45 phút ở độ cao 300 đến 500 mét. Chuyến bay neo tại chỗ được tổ chức từ 17 giờ đến 19 giờ, bay trong 5 phút ở độ cao 30 đến 50 mét. Ngoài hoạt động bay khinh khí cầu, người dân và du khách có thể trải nghiệm tổ hợp giải trí dưới mặt đất với các gian hàng ẩm thực, khu mua sắm và các trò chơi. Chúng tôi muốn mang đến một chương trình đặc sắc, du khách được trải nghiệm đa dạng, đa chiều không gian để tận hưởng trọn vẹn cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực và con người đất cố đô, ông Phạm Đỗ Hoàn, giám đốc công ty cổ phần truyền thông HESA cho biết. Trong thời gian này cũng trùng với giải VN Express Marathon Imperial Huế 2023, các runner sẽ thi đấu trên 4 cự ly, lần lượt khám phá Huế cổ kính khu nội đô, đến những công trình hiện đại khu ngoại ô. Bên cạnh đó, Festival Nghề Truyền thống Huế 2023 diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 với không gian lễ hội trải dài xuyên suốt hai bên bờ sông Hương. Hứa hẹn sẽ là điểm nhấn để kích cầu thu hút du khách đến với Huế. Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, Festival Nghề Truyền thống Huế năm nay có các chương trình, sự kiện chính lần đầu tiên được tổ chức như lễ hội ẩm thực chủ đề tinh hoa nghề bún, lễ hội quảng diễn đường phố, lễ hội tri ân dòng hương thuyền hoa đăng trên sông, xác lập một kỷ lục mới liên quan đến nghề truyền thống. Với sự góp mặt của khoảng 70 làng nghề, cơ sở nghề truyền thống tiêu biểu, nổi tiếng trong nước, Festival Nghề Truyền thống Huế 2023 còn hướng đến mục tiêu kích cầu sử dụng, mua sắm của cộng đồng về các sản phẩm truyền thống, để festival mang giá trị kinh tế cao hơn cho người dân. Chuẩn bị cho các sự kiện này, ngày 26 tháng 3, thành phố đã khai trương phố đi bộ Hai Bà Trưng tại phường Vĩnh Ninh, đồng thời tổ chức các Carnival sắc màu khởi động chuỗi sự kiện của mùa du lịch hè năm 2023. Phố đi bộ Hai Bà Trưng là sự kết hợp các khu vực thương mại sẵn có và khai thác các dịch vụ thương mại của người dân để hình thành khu phố sầm uất phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí về đêm. Trong thời gian qua, Huế đã xây dựng các tuyến phố đi bộ Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Võ Thị Sáu và phố đêm Hoàng Thành Huế, bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch về đêm hấp dẫn, thu hút du khách. Nhằm tiếp tục thực hiện mục tiêu đưa Huế trở thành điểm đến về đêm năng động, thú vị và đặc sắc, thành phố đã mở thêm tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng, hoạt động từ 18 đến 24 giờ các ngày thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Phố đi bộ Hai Bà Trưng có chiều dài toàn tuyến 850 m, đã được đầu tư nâng cấp nhiều hạng mục như lát đá vỉa hè, thảm bê tông mặt đường, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng đường và vỉa hè bằng đèn LED, bố trí đèn chiếu sáng, trồng mới nhiều cây xanh. Tiếp sau lễ hội này, tại Thừa Thiên Huế còn diễn ra Ngày hội ẩm thực Sen Huế 2023 dự kiến từ 18 đến 20 tháng 5 tại Công viên Tứ Tượng. Ngày hội Hai Phóp Huế 2023 từ 24 đến 25 tháng 6, dự kiến tại Công viên Thương Bạc. Ngoài ra, còn có các tuần lễ tinh hoa nghề Việt từ 28 tháng 4 đến 5 tháng 5, tuần lễ ẩm thực đường phố 2023, dự kiến từ 22 đến 28 tháng 4 tại đường đi bộ phía sau khách sạn Azerai La Residence và Học viện Âm nhạc Huế. Bạn đã có kế hoạch cho kỳ nghỉ dài ngày sắp tới chưa? Cùng nhau lên kế hoạch đến Huế để hòa mình vào các ngày hội hấp dẫn này, hoặc đơn thuần là đến Huế để tìm sự yên tĩnh ở các di tích đại nội, bảo tàng, lăng miếu. Đến Huế dịp này, bạn vẫn bắt kịp mùa hoa ngô đồng ở Huế, loài hoa được mệnh danh là vương giả chi hoa, với sắc hồng ngọt ngào đắm say. Tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã cùng tôi điểm qua các hoạt động ở Huế trong mùa lễ hội 30 tháng 4.